Đoàn công tác do Thượng tá Đặng Hoàng Tuấn, Phó Tổng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác xét duyệt chính sách miễn tạm quản và tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 tại huyện một Quá. Theo báo cáo công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2025 được huyện Mộc Hóa triển khai thực hiện khá chặt chẽ, đúng quy trình và thời gian quy định. Qua xét duyệt, tổng số nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ là 2029 công dân, đủ điều kiện điều động sơ tuyển sức khỏe là 656 công dân. Trước đó, ngày 23 tháng 9 năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã hoàn tất công tác xét duyệt cho thị trấn Bình Phong Thạnh và các xã còn lại. Đoàn kiểm tra đã trực tiếp theo dõi, giám sát quy trình xét duyệt nghĩa dục quân sự năm 2025 của Hội đồng Nghĩa dục quân sự viện đối với các xã Bình Thạnh, Bình Hòa Tây và Tân Thành. Qua đó, đoàn ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng Nghĩa dục quân sự huyện và các xã trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025.